Năm đây năm bà. Năm bà. Đại khái là bên cửa này là bên cửa tứ phủ. Dạ. Bên đây là gọi năm bà. Dạ. Năm miệng ngũ hành mà năm bà thủy phủ. Nhưng mà vì sao con thấy ở dưới đây thờ năm ông hổ nữa vậy? Năm hổ là xương thần ngũ hổ, là ở thần núi thì phải có thần hổ. À dạ. Các vị thần núi, thần sông, thần suối, thần núi, thần rừng. Cái phần đây là phần cậu. Cậu hả? Cậu hai, cậu... ông chín, cậu tức như là ông cậu hai này là bên người Chăm. Dạ. Thường thường mình ra mắt một cái lễ gì mình giấy năm bà và ba cậu. Có thể năm bà thủy phủ mà có thể năm bà ở núi. Trời. À gì đó Phật đúng. Rồi ông chín này là người thượng. Dạ. Người dân cậu. Tộc. Dạ. Đó gọi là ông chín. Cậu hai à, ông chín hả cô? Cậu hai, ông chín. Ồ. Đại khái như cậu hai, cậu ba, cậu bảy, cậu út, cậu chày, ông chín, ông chúa. Dạ. Các vị tôn thần của các gia tộc luôn. Trời ơi. Cho cô nói tới đâu, cô nổi nổi ốc, nổi da gà tới đó trời. Tới đây cô Di Đà Phật. Dạ. À, còn ở đây là ông Tề, Tề Thiên Đại Thánh. Dạ. Coi như là bốn thầy trò của ông đang đi hành đạo rồi vậy, đi thỉnh kinh rồi vậy. Cái dạ, mình là tượng trưng cái lúc xưa. Dạ. Của Phật đã tạo ra một cái bốn đạo như vậy để đi thỉnh kinh, để tìm lại cho con cháu mình ngày nay. À dạ. Cho nên mình tôn vinh, mình phải thờ cúng cái đèn quẹt. Ô ô con thích nó chạy. Ui, nó mà đúng quá. Mình đừng có giết nó thầy, mình đừng có giết nó con, để nó tự nhiên. Không có giết. Có con nó trò ngang con mà nó cắn con ta. Nó bò trong chân ra, nó bò ra luôn hay sao á? Đâu đâu tông cái bình thủy này. Dạ, dạ. Nó không có cắn không? Xin mến chào tất cả mọi người. Rất vui đã quay trở lại với video tiếp theo của Kha. Hiện tại thì Kha đang có mặt ở Sơn Hải, thuộc huyện Thuận Nam của tỉnh Ninh Thuận. Thì hiện tại thì Kha đang đứng ở chân núi, phía sau Kha đây là một cái hồ nước. Thì hồ cũng rất là rộng. Đây là cái con đường bê tông để đi lên trên núi này mọi người. Đó. Thì cái con đường bê tông này đi lên trên đó là lý do mà có cái con đường bê tông nhỏ này á, là ở trên đó có một ngôi miếu. Thì hôm nay Kha có mặt ở đây, đó là Kha được một vị thầy tu tại gia. Thầy lúc trước mà Kha cũng có quay mấy cái video về thầy á mọi người. Đó, thì thầy có chia sẻ với Kha là ở đây, ở trong cái hốc núi này có một cái ngôi miếu nhỏ và có một người phụ nữ ẩn mình tu ở trong cái ngôi miếu này. Thì nghe cũng rất là ly kỳ luôn mọi người. Hôm nay thì Kha mới nhờ thầy dẫn Kha tới đây và chỉ cho Kha và cái câu chuyện vì sao mà người phụ nữ này ẩn mình tu trong ngôi miếu này như thế nào. Thì để một lát nữa đây Kha sẽ vào để hỏi thăm xem thử cái câu chuyện nó như thế nào nha mọi người. Thì hiện tại thì thầy đã lên trên miếu đó trước rồi. Chỗ này người ta đổ đá hình như là để dựng xi hay sao á. Đây cả nhà xem, đây là cái con đường chạy vào trong kia, nó còn sâu trong chân núi nữa kìa. Xung quanh đây toàn núi không, thỉnh thoảng có một hai ngôi nhà ở ngoài kia. Và đi lên đây là lên trên chân núi đây. Lúc nãy Kha có rướn chiếc xe chạy lên tới trên đây, dựng xe bên đây có được cái hốc mát và trở lại xuống đây và Kha chào máy. Đó mọi người xem, xung quanh núi toàn là núi không, đá không, nhưng mà khúc sâu trong kia có một con miếu nhỏ. Nhìn thấy rất là ly kỳ và kỳ lạ luôn mọi người. Mà nghe câu chuyện mà người phụ nữ ở trong đây một mình trong ngôi miếu, nghe cũng rất là hơi ớn lạnh xíu nè. Hay. Thì mời cô chú anh chị hãy đồng hành video cùng với Kha nhé. Hay. Tuy là ở trong núi nhưng mà cái con đường đi này được dọn dẹp rất là sạch sẽ. Bên đây có một nhánh rễ nữa nè. Đó. Wow. Ê, thầy kia mọi người. À đây có nhà vệ sinh, hình như mới xây ra còn nhìn rất là mới à. Cấp đi lên. Dạ, dạ con chào cô. Ôi. Ơi. Đang quay. Dạ, đi dưới kia lên cao quá. Dạ thầy. Dạ, à cô có câu hỏi chút nha. Đây. Sao? Cô đang làm gì vậy?
Đi 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 vô trong đây cho mát cô. Đây đây có cô chiếc tà trên đồ sẵn. À dạ, lên kia ngồi đi cô. Trời ơi, trái cây đâu nhiều dữ vậy cô? Cây mới hạ xuống. Dạ. Đi lên đây kia cô, lên kia ngồi. Con lên đó mình nói chuyện giúp cô. Quay vô luôn ha. Dạ quay chứ. Tức là vì sao mà cô ở đây một mình trong ngôi miếu này, cô chia sẻ rồi cho người ta biết thêm vì sao rồi chứ? Có đâu, thì cô cũng có đền đèn vàng. Dạ. Nhưng miếu này là hàng năm á, một năm đi ba lần. Dạ. Cái bốn đạo của bên cô là đạo mẫu. Dạ. Đi vô đây để cúng các vị thần. Dạ. Hương linh chiến sĩ. Dạ. Lập miếu ra cũng thừa rồi. Có một mình đi xuống đi lên để mình viết dọn lau bàn quét bụi. À đó. Còn cái bốn đạo là bốn đạo chung và dạ, hàng năm là người ta đi vô trong đó. Wow, cái công việc làm của cô rất là ý nghĩa luôn nha. Ừ. Thì con nghe thầy chia sẻ nè. Ở thì hôm nay là cũng nhờ thầy dẫn con xuống đây chứ không cô cũng đâu có biết đâu. Dạ. Tại vì sau đâu pháp núi này nè. Ừ. A Di Đà Phật có thể là cô chỉ để cho bá gia để là người ta hiểu về Phật pháp cho nhiệm màu của bên mẫu. Cô sẽ dạy chỉ cho mỗi năm mẹ là như thế nào để cho bá gia và để tại mình chưa thích như vậy. Đúng. Cái này cô này mình chia sẻ lên để biết thì để cho người ta biết thêm, nếu mà ai có muốn dâm hương cúng kiến thì người ta biết thêm chỗ này để người ta dâm hương thắp hương ở cho bà cho mẫu. Không có gì là xấu cả. Cháu không có gì là xấu nhưng mà nó đẹp hết. Đây đây đây, cái mình đi tới đó, tới năm mẹ là tại cái vùng đây đó. Cho là bá gia với lại Phật tử là mình biết là chưa cái ngôi gia. Cái vùng đây á mình cũng có thầy đèn vàng. Dạ. À, mà hiện bây giờ là sư phụ mình đó qua đò rồi. Dạ. Còn là chị em bốn đạo đồng hương cũng có một cái đền ở làng rất lớn. Dạ. Nhưng mà nhỏ cái đây là cái chi nhánh. Dạ. Nhưng cái chi nhánh này là xã nó không được chứng nhận á, cho nên mình chưa muốn là nổi tiếng lên. Người ta không chứng nhận hay không cái chuyện đó thì cũng không có liên quan tới cái bên đạo của mình. Mình tôn đạo thì mình thờ đạo thôi. Nhưng mà mình cũng vẫn xã. Dạ. Thì xã mà cái đúng tâm rồi. Của mình cái tâm, thì vẫn nói chung là tâm. Bề trên thì theo con được biết là mình làm bằng cái tâm làm thôi. Từ tâm. Dạ, thờ bằng tâm thôi. Đó, nhiều điển hình đây con thấy nè. Đây là năm mẹ mẫu hả cô? Đây năm bà. Năm bà. Đại khái là bên cửa này là bên cửa tứ phủ. Dạ. Bên đây là gọi năm bà. Dạ. Năm mẹ ngũ hành mà năm bà thủy phủ. Là mình gọi như vậy. Năm mẹ ngũ hành, năm bà thủy phủ. Là cái cảnh này. Dạ. Đây là gọi là ngoại cảnh. Dạ. Nhưng mà vì sao con thấy ở dưới đây thờ năm ông hổ nữa vậy? Năm hổ là sơn thần ngũ hổ, là dạ, ở thần núi thì phải có thần hổ. À dạ. Các vị thần núi, thần sông, thần suối, thần núi, thần rừng. À dạ. Là mình phải ở theo núi là mình phải tôn các cái vị thần. Dạ. Rồi mình thờ phải sơn thần ngũ hổ. À dạ. Năm ông hổ này cũng là một vị thánh. Dạ đúng rồi. Thì hổ là con nghe hổ có nhiều ông hổ tu á. À. Nên rất là nhiều người bên đạo đã thờ ông hổ. À đó. Thì bên đạo đây là đạo mẫu nhưng mà mẫu tứ phủ. Dạ. Đã khái chung hết bốn quẻ. Dạ. Ừ. Thầy cho con hỏi cái cơ duyên nào mà thầy biết tới cô thầy? Cơ duyên. Dạ. Cơ duyên đây là nói chung ra là cách đây có nửa tháng. Dạ. Để thầy cũng tới chỗ đây là nói là con sẽ thực nghiệm tụng một bài kinh. Dạ. Mà lúc đó là thầy về là cỡ 10 ngày sau. Dạ. Thì Phật mẫu mới cho thầy thấy đi. Dạ. Nói cái chỗ miếu bà con đã hứa tới là sẽ tụng một bài kinh. Dạ. Thì sao con không chịu tới đó? Rồi thầy mới nghĩ cơ duyên chắc chỗ này là cái chỗ miếu bà. Dạ. Là được cơ duyên hay sao? Dạ. Đây sẵn đây thì thầy sẽ nói rõ là năm mẹ là ở đây là mỗi chỗ là mỗi khác. Dạ. Cho đây là kêu gọi là miếu bà đúng không? Miếu bà. Còn đây thầy sẽ chia sẻ ra trong đây là năm mẹ kim
quả thổ mộc địa mộc, là có nghĩa là ý nghĩ là mình chưa có nói ra cho để Phật tử với ba gia để hiểu rằng là kim quả thổ mộc địa mộc là có nghĩa là bên của bên mộc, nên mình chia sẻ ra cho ba gia khi sau này mình có hứa về một cái trời Phật thì mình phải cố gắng làm sao để tới để trả tạ lễ một, tạ một cái lễ, hay là mình giái vào một cái tâm linh gì đó là mình sẽ phát nguyện mình phải tới đó là mình cầu kiến hay là một cái gì đó mình phải hứa với trời Phật thì mình chắc chắn mình sẽ đi tới đó. Đây là đó. Là bên đó. Tâm linh còn đây là mình mới nghĩ như vậy rồi mới gặp cô mới gặp cô ở đây rồi chia sẻ ra là kiểu như là huynh đệ tỷ muội ở huynh đệ tỷ muội để chia sẻ ra là cho Phật pháp với bên mẫu cho nó là cao siêu để cho ba gia Phật pháp để hiểu màu để đó. Biết tới con của mẫu của mẹ để tu hành ở khắp nơi rồi khắp núi rồi vậy là cơ duyên ngày hôm nay rồi để nói ra cho Phật tử với ba gia để mình hiểu rằng là Phật pháp cao siêu của bên mẫu là phiên ba gia về tu niệm để thành chánh giác. Mong muốn hết tất cả và Phật tử và đều mong muốn ý nguyện của lời thầy mà để phiên giải hết tất cả. Nam mô Phật Bổn. Ở đây là thờ năm mẫu và năm vị thần hữu. Năm mẹ ngũ hành mà năm bà hành. Thủy phủ. Tại cái cô ở bên đạo lên cô biết rành cô nói còn con phủ. Thì con phàm phu phật tử cho nên là con nghe trên xem con nói con hay vậy. Năm vị tướng gọi là sơn thần ngũ hổ. Dạ. Rồi cái mình đi lên chỗ Tam Bảo ở trên kia nữa. Cô mình đi lên kia chỗ Tam Bảo. Để mình nói là cho nó. Đây gọi là chi nhánh. Chi nhánh Còn ở ấy là chính. Cái này là chỗ thành á. Thì thành biết. Còn mà còn chỗ ở đây có miếu bà thì lại là cô biết. Mọi người mở ra cho Phật pháp rồi cho mình để nói lên đây là gọi là địa mẫu, là mình gọi địa là mẫu chương kinh và khi mình đốt cái trầm hương thì mình nói là gửi theo đám mây hương cúng dường thập phương trường trụ Tam Bảo, thề dưới đạo làm lành cùng với chúng sanh đều trộn thành Phật đạo. Trời ơi, con nghe thầy đọc cái con nổi da gà luôn. con vậy đó, tới chỗ nào mà tâm linh đó là con có cái cảm xúc là con nổi da gà. Cái đây là đó là anh Khai có thể là xét đây là Nam Mô Như Là Phật. Đây là hương trầu, là trầu của Phật mẫu đó. Trầu của mẫu thầy. Đúng rồi. Cúng mẫu. Dạ. Bên đây bên bức tượng nhỏ này là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Dạ. Bên kia là ngài Quán Thánh Đế Quân. Bên kia là kêu là ông ngài Quán Thánh Đế Quân. Dạ. Đó là chắc hẳn là như thầy kêu là ông ngài Quán Thánh. Dạ. Chứ không có dám mà nói ngài Quán Thánh. Ngài Quán Thánh là mình chắc hẳn đừng có mình chắc hẳn là không phải là mình nghe hàng với lại ngài Quán đúng Thánh rồi, đúng rồi. Mình phải kêu ông ngài Quán Thánh mình phải gọi là ông ngài hả thầy? Đúng. Dạ. Tôi ông huynh. Chứ không phải là không có dám là kêu ngài Quán Thánh là ngang hàng là ngang hàng là ngang hàng không được. Ủa. Mình phải kêu là ông ngài Quán Thánh. Ông là xong là mình tới kêu ví dụ là mình kêu bà ông. Dạ. Nó có ý từ hơn. Dạ. Còn mình kêu ngài Quán Thánh đối chiếu với ông thì mình là con chứ không phải là mình nghe hè giàu đúng rồi đó. Như vậy mình chia sẻ ra cho bá gia để hiểu rằng như vậy. Bữa nay thầy nói con không biết đó nha, chứ hồi xưa giờ ví dụ con quỳ con giái con tiền giái ngài Quán Thánh Đế Quân không á? Đúng rồi. Còn đêm mình thầy chỉ nói về khúc và đẩy thêm nữa để cho bá gia để hiểu được cái luật của mẫu truyền ra khắp bá gia chúng sanh để tu học. Cái miếng giấy hôm qua thành đứa cái cô lên lấy là đây là để mình cái nào là chữ của mẫu để hiểu rằng là Phật pháp để cho mẫu chứng. Dạ. Đây A Di Đà Phật.
đây là cái chữ mẫu để thầy vừa nói cái chữ đó và vừa dịch và cái chứng nhận cho Phật mẫu. Chữ mẫu có nghĩa là địa mẫu. Địa mẫu chân kinh. Đúng rồi. Đây cái chữ mẫu có nghĩa là địa mẫu. Còn chữ âm, chữ âm đây cô. Dạ, biết chữ, là, biết chữ âm. Âm là có ngài Quan Âm đang đứng trước mặt mẫu. Đúng rồi. Còn đây là thiên. Thiên là có nghĩa là thiên thánh là ở ngoài thần tài thổ địa đó. Đó gọi là thiên. Còn chữ khổ. Chữ khổ là chân mình đang đạp dưới đất. Là lúc nào luôn luôn lúc nào ba gia cũng đều khổ. Tâm trối động lúc nào cũng hướng là khổ. Phật âm thiên khổ. Đó. Đó ha. À, hôm qua là thành ghi cái này khi mà cúng lên thì cô đưa để tên đó là cái là cái như là y như là chữ là chứng nhận là chữ của mẫu. Đó, thầy Di Đà Phật. Dạ. Thầy mỗi khi mà đi với thầy là thầy nói nhiều cái điều á mà con nhận thức thêm. Chứ có nhiều khi mà con có cái gì con cũng không biết nó về giới tâm linh điền. Thầy Di Đà Phật còn cái này nữa gì mình lên chỉ chia sẻ ra cho tâm về tâm linh. Dạ. Và bốn đạo của mình. Dạ. Dạ, mình ra đây mình vay cho hết hả? Dạ. Cái phần đây là phần cậu. Cậu hả? Cậu hai cậu. Ông chính cậu tức như là ông cậu hai này là bên người chăm. Dạ. Thường thường mình ra mắt một cái lễ gì mình dạy năm bà và ba cậu. Có thể năm bà thị phủ mà có thể năm bà ở núi. Trời. À gì đó Phật đúng. Rồi ông chính này là người thượng. Dạ. Đây người dân cậu. Tộc. Dạ. Ừ, đó gọi là ông chín cậu hai và ông chín hả cô? Cậu hai ông chín. Oh. Đại khái như cậu hai cậu ba cậu bảy cậu út cậu chày ông chín ông chúa. Dạ. Ui. Các vị tôn thần của các gia tộc luôn. Trời ơi. Cho cô nói tới đâu cô nổi nổi ốc nổi da gà tới đó trời. Tới đây cô Di Đà Phật. Dạ. À, còn ở đây là ông Tề Đệ Thiên Đại Thánh. Dạ. Coi như là bốn thầy trò của ổng đang đi hành đạo rồi vậy, đi thỉnh kinh rồi vậy. Cái dạ, mình là tượng trưng cái lúc xưa dạ. Của Phật tạo ra một cái bốn đạo như vậy để đi thỉnh kinh, để tìm lại cho con cháu mình ngày nay. Dạ. Cho nên mình tôn vinh, mình phải thờ cúng cái đèn què. Cô nói rất nhưng là đúng. Nhưng mà nó chưa có được hoàn hảo cho nên dạ. Cái tạm thời là mình tạm thời cái tâm mình là mình dán một tấm hình còn mình để như gì thì mình không biết ở cái bạn này là ai, nhiều dạ. Người ta không biết cái gì là giái cho dạ. Nên mình phải tượng trưng cho nó rõ, nó từ từ mình sẽ xây dựng sửa sang lại nó đẹp hơn. Dạ. Còn đây là dưới thần là, tài thổ địa. Hai ngày thần tài thần địa hướng cô. Có hai ngày khi người ta bỏ ngoài đường á. Dạ. Rồi mình thỉnh vô luôn. Là cô thấy người ta để về đường, cô thỉnh vào. Còn hai ngày đây là chính của mình thỉnh từ tiệm. Dạ. Trời. Nghe cô chia sẻ. Cái mình xuống dưới đây là... Dạ, còn ở đây một cái miếu nữa hả cô? Cái miếu này là miếu năm bà chúa ở rừng đồ á. Bà chúa hả? Người chăm, người dân tộc luôn. Dạ. Đại khái như bà chúa Ngọc, bà chúa Sứ, bà chúa Thủa, các vị chúa cùng tôn huynh của ở núi rừng. Dạ dạ. Còn năm bà ngoài kia là năm bà ở bên biển. Dạ. Cho nên mình gọi năm bà. Năm bà đây là mình dán năm bà ba cậu, ví dụ mình làm theo rẫy theo rừng đồ á. Dạ. Là mình dán năm bà ba cậu. Bà chúa. Tới đây mình thờ một bà nhưng mình tượng trưng, mà khi mình giá mình chỉ lấy giá năm bà. Tượng trưng như nãy giờ cô nói đó. Dạ. Mình tượng trưng chứ mình chưa được làm hoàn hảo thành cái miếu thì mình thỉnh được cái tượng rồi về nó đẹp đẽ hơn. Dạ dạ. Mình đây. Về đặt Phật. Còn đây là chiến sĩ. Lại thấy cái núi này á, cái cổ tích ngày xưa là ở của chiến sĩ cách mạng. Dạ. Đã ẩn trong núi này để cứu dân giúp nước. Dạ. Rồi những cái vong hồn người ta đang mất ở đây á. Dạ. Cho nên mình phải tôn vinh lập miếu để thờ, để tưởng nhớ cái đất nước, cái gia tộc nước Việt Nam của mình. Dạ, ta tưởng nhớ họ về công lao ngày xưa. Đúng rồi. Công lao của các anh hùng chiến sĩ cho nên mình mới có được ngày nay. Dạ đúng rồi. Thì mình phải tôn vinh mình thờ, còn cái chuyện xã phường thì ai biết không biết thì từ từ dạ, người ta rồi. Sẽ biết. Dạ. Không, cô làm riêng cái này là con thấy là đúng về bên hiện tại nè. Như ví dụ như bây giờ là những cái đài liệt sĩ á, người ta vẫn thờ các anh hùng chiến sĩ.
người ta thừa vậy là người ta thừa để khai tập tung y như dạ. mình để dạ, dồn về xã về làng vậy dạ, còn dạ, người rồi. Ta là làng sớm ở đây người ta hy sinh ở đây người dạ. ta ở đây sao ta đúng rồi người ta về mất đó tại, ta cũng phải về dạ, đây người ta mất tại núi này thì sẽ ở đây cho nên dạ, mình phải tôn vinh để thờ phượng dạ đúng rồi cô nói thì rất là chí lý nha. Ủa con cái đây con thấy đỡ trống là sao cô? Cái cục đá đó mình làm thành cái ghế luôn. À làm cái ghế ngồi luôn hả? Dạ. Những gì cái mà cô hồi sớm giờ cũng đã tâm sự và cho bá gia là yeah. để chia sẻ ra chỗ mỗi như thế nào. Yeah. Thì ngày hôm nay là thầy sẽ tới đây là để nói là mình cùng nhau mà tiến bộ Phật pháp trên nhiệm màu của bên kinh của Phật mẫu. Thì mong hết tất cả Phật tử cho ba gia Đông Tây Nam Bắc và chia sẻ ra huynh đệ và để hiểu rằng và những cái mà Phật pháp để con cứu mẹ thì lúc nào xả thân cầu đạo xả phú cầu quần chấp tay mô Phật lạch diện là trời cao đất nước. Nam mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ wow. Cô nghe thầy nói nghe cô nói đấy giờ. Ủa nó có trời trời à. Cái hồ nước này tên là hồ nước gì vậy cô? Hồ núi một. Hồ núi một hả? À dạ. Rồi mình có đặt cái tên là núi Chúa Tây Hồ. Núi Chúa Tây Hồ. Ủa có không cô? Hình như có. Con thấy mấy cái chữ ở đây phải không? Đâu 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 cô coi thử đây. Đó trong đá đó. À đây cô có viết lên đây nè, núi Chúa Tây Hồ ở Sơn Hải này, hồ núi một. À. Wow. Tại vì là nó có cái tiếng là núi chúa Tây Hồ. Dạ. Hiện bây giờ ở làng là một cái đền của dạ. mẫu. Dạ. Là bên làng là bên hướng đông. Dạ. Còn bên đây là bên hướng tây. Cho nên dạ. mình đặt là núi Chúa Tây Hồ. Dạ. Rất là hay luôn nha. Hồ núi một. Hồ núi một. Hồi nãy con đi vô con nhìn cái hồ con tưởng đâu là cái hồ Bầu Ngứ chứ. Con lộn con tưởng cái hồ Ngứ không à? Hồ núi một. Dạ. Ở trên đây không cảnh nó rất là mát, không khí nó rất là thoáng mát luôn á cô. Mát mà tháng này nó cái là toàn nó nóng quá. Dạ. Đúng rồi, cái này phải vô mùa mưa mát hơn. Mùa mưa mát. Ở trên đây yên bình, không khí rất là yên bình luôn nè cả nhà. Anh Di Đà Phật hồi sớm giờ cô ăn cơm rồi chưa? Ăn ở dưới lên, tại cũng có hỏi thầy rồi. Rồi xong rồi mình tính nói là nó thôi xuống đây là sắp cho hương cho nhân cho mẫu thì cho tài tính là giờ lại ha. Dạ. Đó là mình uống nước cho nha. Dạ. Thì lúc nãy con nghe thầy nói để cô nấu ăn uống mà thôi phiền cô quá. Con chú con nào, con nếu với thầy. Có gì, nói ngay thì bốn đạo mình phải nói trước. Dạ. Còn cái này đều quý mà mình cần gấp như gì là dạ. phải nhờ đến con của mình. Dạ. Dạ. À hồi nãy giờ con quên dạ. hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi cô? 54. Dạ 54 tuổi rồi, lớn tuổi rồi. Đúng. Dạ. Thì con cảm ơn cô đã chia sẻ cái câu chuyện với con cũng như cảm ơn thầy đã cho con biết là ở cái ngọn núi nhỏ Hòn Sơn này nhưng mà vẫn có một cái cốc thờ mẫu và có một người cô như vậy này để hàng ngày phải lau dọn rồi quan trọng là cái tâm đó thầy. Đúng dạ. rồi. Mình phải học từ tâm. Dạ. Dạ đúng rồi. Thì nói chung là bề trên thì mình nên tôn kính. Hôm nay là con xuống đây con cũng trước tham quan thứ hai con cũng xin thắp cho mẫu nén hương. Dạ. Cái đó là tâm của mình. Dạ đúng tốt, rồi. Không có sao Phật Phật dạy rằng là Phật chứng tâm chứ không phải là chứng tướng. Dạ. Hình tướng ta chỉ là ta mượn nó ta thôi. Dạ. Sau này ta cũng trở về chắc bụi. Đúng rồi. Dạ. Chủ ý là cái tâm của mình. Dạ. Đến khi mà cái lâm chung cái tâm của mình đi về với mẫu. Dạ. Thì đó là chuyện quan trọng. Dạ. Ủa con thích nó chạy. Nó mà đúng quá. Mình đừng có giết nó đi. Mình đừng có giết nó con để nó tự nhiên. Không có giết. Quá mà. Dạ. Có con ấy. Nó trồ ngang con mà nó không cắn con ta. À, gì đâu nó bò trong chân kha nó bò ra luôn hay sao á đâu trong cái bình thủy này dạ, dạ. Nó không có cắn không đâu nói ngay bây giờ cái tâm của mình cô không muốn giết con gì dạ dạ đúng rồi người tu hành là không có xét sang mọi người thấy mình cũng chưa có tu gì để thấy mình còn mất nợ trần gian nhiều quá cho dạ. nên cái kiếp tu của mình nó chưa hoàn thành cho nên mình được bước nào thì cứ bước dạ dạ con xin phép mời thầy miếng nước nha mời cô miếng nước dạ dạ cô cho con hỏi một chút nữa là cái hương đèn ở đây á là nhang đèn ở đâu mình dùng kinh phí ở đâu để mình mua mình thắp cho mẫu cô
các thanh đồng như mình á, dạ, chung tay góp sức, còn không có thì tự mình với mình cũng không có đòi hỏi ai. À, dạ. Ví dụ ta nói bữa nay thơ gỡ cho cô một tâm 50 hay nhiêu tỳ tâm của người ta, dạ, dạ, nhang khói cho bà cho mẫu gì đó thì dạ, mình nhận dạ, người ta gỡ mình cúng. Ủa? Mà đâu phải nếu mình ăn đâu, nếu mình nhờ không nhận gọi như là tùy tâm cúng dường hả cô? Dạ. Mình nhận, mình bắt đầu mình mua, còn không có thì túi mình. Dạ. Dạ. Còn có thì mình cúng nhiều, không có mình cứ nước để lên rồi thắp nhang cẩn mị. Dạ. Đó, nói vậy từ tâm mình mà. Cô có một tấm lòng tôn kính bề trên rất là đáng quý luôn nha. Thì dạ. 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 Cho nên nghĩ tự nhiên mà có Thành đến đây á thì nó ngay Thành là một bậc trong tu mà cũng nhỏ tuổi hơn. Dạ, đúng. Nói về dạ, cái đường tu thì chắc nó cũng ngang nhau à. Dạ. Mình không biết xưng hô làm sao cho nó khó. Dạ. Bây giờ cứ bây giờ cái mình lên đây bây giờ mình là cô cũng là bên mẫu, Thành cũng là bên mẫu. Bây giờ mình kêu là mình đổi lại đi. À, đó là cho là, nó dễ xưng hô. Dạ, bây giờ là khí tí đi hay là khí nhẹ đi, đó là kiểu như là trong đạo. Có gì được không? Ở thì được, có gì đâu. Dạ. Thì mình đó, phải, bây giờ phải, ngay ví dụ ơi, mình là lớn tuổi nhưng mà đại khái mình ăn bận gì ta không biết mình tu cửa nào phải. Dạ, không? Dạ đúng rồi. Mà nói ngay cái đường tu thì chắc cũng ngang với Thành thôi, mà chẳng dạ, qua mình còn vướng bận gia đình vậy nên dạ, mình không có gì, mà bây giờ mình xưng Thành bằng thầy thì nó cũng khó. Dạ, phải không? Dạ, dạ, dạ. Vậy là mỹ phạt mình lại. Dạ. Tự sao mình cũng học ra mà mình lại hạ thấp mình tệ với gì. Đúng, đúng, xưng đúng, xưng bằng thầy là phàm phu tục tử nha con xưng. Dạ đúng rồi. Bây giờ là bây giờ mình khách xưng hô là kêu là tỷ đệ, tỷ đệ thì nó rồi, thân mật hơn. Dạ. Chứ còn mà kêu bằng thầy thì tại vì mình chỗ đây là cũng mẫu, chỗ Thành cũng mẫu, tại vì hai cái chỉ kêu như là tỷ với là đệ, tỷ là đệ nó xưng hô, cái cách xưng hô nó hay hơn. Dạ. Là trong còn cái trong nữ là tỷ muội như dạ, tâm huynh á. Dạ. Đây chứ mình bây giờ kêu cô với Thành, cô với Thành thì nó kỳ quá. Dạ đúng kỳ rồi. Kỳ không, không dạ, có ra cái Thành cái một dạ, cái đạo. Đúng dạ, rồi. Không có bây giờ là mình đổi lại là kêu tỷ là đệ, tỷ đệ ở đây xuống cô nó thân mật hơn. Đó dạ, là cái điều hành của đệ như vậy hả? Tại vì đạo Phật. Dạ. Dạ. Nếu như cô mà khoác cái áo tu vô thì con chỉ gọi là sư cô hả thầy? Nếu mà không chừng nào mà xuất gia xuất trong gia, chùa gia, á, à, dạ, gọi là sư cô. À dạ. Đó, còn mà tục lệ nhưng có anh Kha đây dạ, đi vô đây là mình làm sư cô là mình kêu bằng cô. À kêu cô là được ha. Kêu cô là đúng. Dạ. Dạ. À A Di Đà Phật là để nói như vậy á. Sư muội có đồng ý không? Đồng ý với kêu vậy thì nó quá thân mật mà nó dạ, quá tốt. Dạ. A Di Đà Phật. Thì hôm nay trước con xuống con thăm cô với lại cái cốc này, gọi là cái cốc nó đúng hơn cô không? Cái đây là nó gọi là miếu á. Miếu hơn. Còn miếu thì cốc kêu là miếu bà. Dạ miếu bà. Miếu gọi bà, là miếu bà. Dạ. Rồi. Vì sau trong này mà lỡ cái mà tên của nó là tử hay là bá gia tối coi cái clip này là mình gọi là kêu là miếu bà yeah, miếu bà Phật mẫu, miếu bà Phật mẫu đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì hôm nay con cũng không có gì, con cũng xin gửi một ít nhang đèn nhờ cô mua nhang đèn để thắp cho mẫu giúp con nha. Dạ, đây cô. Thì đó nãy giờ thì dạ, nói là mình Di Đà Phật mình nhận ở đây để hương khói cho bà dạ, cầu rồi cho cháu được bình an sức khỏe làm dạ, nhiều điều việc tốt hơn nữa. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều. Di Đà Phật. Mới tới thì mình cũng chưa có cái quà gì để tặng. Dạ không con không mình có nhận quà. Những lần thân mến dạ, để ngồi chúc như vậy gia đình hạnh phúc quà rồi. Có nước này, nước là quà đây cô. Quà dạ. Đó mình cầu chúc cho gia đình con cháu lớn nhỏ cha mẹ dạ, thân ruột được mạnh giỏi hết. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều luôn. Dạ, dạ. Chị hôm nay á về sư đệ cũng tới với lại trụ miếu Phật mẫu với lại tỷ thì tỷ chỉ có cơ duyên ở đây từ xưa giờ thì Thành mới tới đây nếu là lần thứ ba rồi rồi ngày hôm nay hôm qua là kiểu như tụng kinh để tạ với bề trên đó, tại vì mình hứa với bề trên
là mình phải đi tối. Chứ không đi tối là mình mang cái, đã mình mang cái tội lỗi của mẹ rồi, mình còn mang lại cái nghiệp cho chúng sanh. Để không có muốn mà bị mắc tội lỗi, nên cần nhất là mình phải tới đây mình xin cầu nguyện cho hai bên, và mẹ và anh trên mình sát tội cho đệ, với lại sát tội cho bá gia luôn. Đó là điều hành. Đúng rồi. Con cảm ơn cô với thầy rất nhiều. Bây giờ thì cái câu chuyện Kha chia sẻ của cô là như vậy đó mọi người. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian ra đồng hành video cùng với Kha. Đó, và bây giờ có lẽ Kha cùng với thầy và với cô xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở một cái video tiếp theo. Dạ. Bye bye cả nhà nha.